Hội năm qua đến sớm, hay muộn là do tất cả chúng sanh. Cho nên là mong quý vị cứ làm theo cái lời của em chỉ quý vị, nằm khi quý vị ngủ quý vị nhắm mắt lại, quý vị hồi tưởng lại hết toàn bộ những gì khi ông bà mình, cha mẹ mình còn tại thế sống cảnh sống như thế nào. Nam mô A Di Đà Phật. Con cúi xin trên cha Ngọc Hoàng Thượng Đế, mẹ Duy Trì Địa Mẫu, mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, chư Phật mười phương, xin cứu độ cho tất cả bá tánh chúng sanh vô hình và hữu hình được thoát nghiệp chướng khổ nạn, tinh tấn tiến tu để quay về bờ chánh giác. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay em chia sẻ với quý vị một cái chủ đề là muốn tu thì phải có hiếu, muốn có hiếu thì phải tu. Cũng như cái câu mà chúng ta thường biết, ráng tu đắc quả cứu củ quyền, thoát chốn mê đồ đến cảnh tiên. Thì mình tu như thế nào để mà mình cứu được củ quyền, và tu như thế nào mình để mà mình giúp được cho cha mẹ mình cậy về cái chữ hiếu. Mình có hiếu thì mình nghe lời ba mẹ, mình không cãi lời cha mẹ, mình cho cha mẹ ăn ngon mặc đẹp, không buồn không phiền. Đó là chỉ một phần về chữ hiếu, là nhất thời ở tại thế. Và chúng ta nên tu tập như thế nào để mà chúng ta cứu độ được cho ông bà cha mẹ chúng ta đã mất đi. Bởi vì khi quý vị tu tập thì quý vị phải nhớ rằng là mình làm việc gì mình cũng hồi hướng cho những người đã mất, cho ông bà cha mẹ mình hồi hướng. Mình luôn dùng cái tâm đó là mình tu vì cha, vì mẹ, vì bá tánh chúng sanh. Quý vị đừng có sợ là mình tu để mà mình cứu mình trước rồi mình mới cứu được củ quyền, cứu được ông bà cha mẹ, thì nó sẽ bị chậm. Còn bây giờ mình cứ tu cho người thân mình trước, mình luôn hồi hướng cho những cái người mất đi rồi, như là ông bà mình hoặc là ba mẹ mình đã mất đi rồi, và những người còn tại thế, thì mình tu để mà mình hồi hướng, mình nguyện cầu những cái gì con tu tập được hôm nay, con xin hồi hướng để cho ông bà cha mẹ của con được đoạn trừ những cái nghiệp từ ngàn xưa. Đó là cái chữ hiếu của mình, là mình muốn mình tu để mà mình muốn cho ông bà của mình không bị đọa, không bị luân hồi. Thì chúng ta luôn hồi hướng, luôn làm tất cả những việc thiện, chúng ta đều dùng những cái việc đó chúng ta hồi hướng cho ông bà cha mẹ chúng ta. Bởi vì thật sự ra có nhiều khi quý anh chị ngồi mình suy nghĩ lại, mình trầm tư lại, mình suy nghĩ, khi ba cha mẹ quý vị không còn tại thế, quý vị có bao giờ quý vị ngồi mà quý vị nhớ lại những ngày tháng, những cái gì cha mẹ mang đến cho mình, dù là giàu sang hay là cha mẹ nghèo khó, nhưng khi cha mẹ mất đi rồi mình còn gặp lại được nữa hay không? Và hiện giờ họ ở bên kia thế giới khác, họ sẽ sống như thế nào? Thì quý vị có chạnh lòng hay không? Và có bao giờ mà mình ngồi mình suy nghĩ đến hay không? Hay là quý vị ngồi lâu lâu thì nhắc lại, ngồi nói chuyện thì quý vị chỉ nhắc thoáng qua, ngày xưa mẹ tôi như vậy, ba tôi như vậy, ngoại tôi như vậy, nội tôi như vậy, xong rồi quý vị quên. Mình ngồi thật là trầm tư một cái khung cảnh
lắng đọng để mà mình nhìn lại xem, mình nhớ lại xem mình thương ba mẹ mình ở bên kia thế giới sẽ ra sao. Vì những ngày xưa ba mẹ mình chưa biết được chánh pháp, hoặc là làm chưa đủ trọn vẹn trên con đường chánh pháp, chưa tu tập được nhiều, thì ngày hôm nay chúng ta giác ngộ. Cái điều quan trọng nhất là chúng ta ráng tu để cứu độ củ quyền, luôn hồi hướng cho củ quyền, luôn hồi hướng cho cha mẹ. Dù là còn ở tại thế hay là đã ra đi rồi. Chứ thật sự ra mà quý vị cho cha mẹ ăn ngon mặc đẹp là chỉ là ở cái trần thế này thôi. Cái chữ hiếu đó nó chỉ có một phần thôi. Cái chữ hiếu mà khi mình cứu độ được ông bà cha mẹ mình thoát chốn mê đồ đến cảnh tiên, đó mới là người con có hiếu. Và trong tâm của mình khi mình có hiếu, mình sẽ da diết, mình tha thiết, mình mong họ để thoát được cái nghiệp luân hồi. Cái đó mới là mình có hiếu, chứ không phải là mất đi rồi. Một năm, 5 năm, 10 năm coi như là đã hết thì không gọi là có hiếu. Chúng ta là một cái người con của Phật khi chúng ta biết giác ngộ, tu tập. Chúng ta, cái điều duy nhất của chúng ta ở tại cái thế gian này, chúng ta làm luôn nghĩ thiện, hành thiện và làm thiện là chúng ta thay thế cho ông bà cha mẹ quá cố của mình để đi làm những cái việc này. Chúng ta luôn trong tâm chúng ta phải nghĩ như vậy, đó là chúng ta thương cha mẹ, có hiếu với cha mẹ. Vậy quý vị, những quý vị nào mà thường hay vào mà mình luôn nói những lời khó nghe, những lời cay độc, thì sau khi xem cái clip này, mình cũng mong là quý vị ngồi lại, quý vị trầm tư lại, suy nghĩ lại, nghĩ đến ba mẹ của mình. Nếu đã rời khỏi trần thế rồi, quý vị ngồi, quý vị suy nghĩ lại. Nếu quý vị thương ông bà cha mẹ đã khuất rồi, quý vị có hiếu, thì quý vị nên bớt những cái lời cay đắng, những cái lời tổn thương. Còn những người mà cha mẹ còn tại thế, thì khi quý vị buông những lời cay đắng đó với người khác, hoặc là khi quý vị nghe ai giảng về một cái chánh pháp nào đó quý vị thấy khó nghe, là quý vị sẽ chỉ trích, quý vị nói những cái lời quý vị không thích, là quý vị cứ nói những cái lời rất là khó nghe hoặc là chửi mắng, thì quý vị nhìn lại xem trong cái gia cảnh của mình có được an khang chưa, có được thật sự là bình an, im ấm một cái cảnh gia đình hay chưa. Luôn sống trong an lạc hay chưa? Bởi vì á, quý vị biết không, khi quý vị dùng những cái lời đó, tại sao mà tôi không buồn, em không buồn mà những người mà mắng em, hay là nghe em nói những cái bài khuyến tu để cho mọi người giác ngộ, khuyên mọi người tu tập, thì quý vị nói những cái lời khó nghe em không buồn. Mà em thương quý vị là tại vì em nhìn thấy được gia cảnh của quý anh chị không im ắng, lúc nào cũng xào xáo hết. Trong cuộc sống quý vị không được suôn sẻ, luôn gặp chuyện này, luôn gặp chuyện kia. Cho nên em nhìn em thấy được, em rất là thương, em không trách.
thương là gì? Khi quý vị dùng những lời phỉ báng đó thì quý vị tự gánh những cái mà đau buồn ở trong cái cuộc sống của quý vị. Cho nên khi quý vị nào mà nghe được những cái clip này thì quý vị ngồi trầm tư lại, khoan buông những cái lời khó nghe. Mình trầm tư lại, mình nhớ tới cha mẹ của mình, ông bà của mình đã quá cố hoặc là vẫn còn tại thế ra sao, sống như thế nào. Nếu mà mình muốn cho họ hết khổ, cho họ giải thoát được, thì quý vị chị nên giúp họ. Mình có hiếu, nếu thật sự là mình người con có hiếu thì mình cố gắng, cố gắng tu để cứu độ ông bà mình, cha mẹ mình. Bởi vì ngày xưa Đức Phật cũng có của quyền, cũng có ông bà cha mẹ, cho nên của quyền rất là lớn quý vị. Của quyền rất là lớn, rất là mạnh. Thì chúng ta ngày nay tu tập cũng thế. Cái điều quan trọng nhất là chúng ta tu, chúng ta cứ hy sinh hết cho của quyền ông bà cha mẹ thì chúng ta không mất một cái gì hết. Bởi vì khi chúng ta làm được những cái việc đó thì cái phước báo bề trên cho lại chúng ta còn nhiều hơn là chúng ta tu riêng cho bản thân của chúng ta. Cũng như chúng ta làm được một cái việc thiện nào đó, chúng ta cứ hồi hướng hết cho bá tánh chúng sanh. Vì những cái chữ mà bá tánh chúng sanh trong đó vẫn có ta, thì chúng ta không cần phải nghĩ là, đừng bao giờ mình nghĩ là mình làm việc thiện để mình được phước báo. Mình cứ cho đi hết đi, mình vẫn có phước báo, mình không có mất ở đâu hết. Và khi chúng ta tu tập, chúng ta đừng có cái sự trao đổi. Có nghĩa là tu phải được giải thoát, tu phải được cái này, phải được cái kia mới tu. Đó là cái sự trao đổi. Vì chúng ta tu mà chúng ta luôn nghĩ là tu đi để tôi được cái này, tu đi để tôi được cái kia, là chúng ta sẽ không có được. Chúng ta tu tập đúng chưa? Chúng ta nên nghĩ một cái tư duy là theo chân của Đức Phật, của Hạnh Bồ Tát, của Cha Trời Mẹ Đất, là mình là một người thiện, một người hiền, một người có cái tâm từ bi luôn yêu thương vạn vật chúng sanh. Để chan hòa cái tình thương hết, tất cả mọi người đều giống như nhau hết, thì cuộc sống này của con người chúng ta ở trần thế nó sẽ rất là đẹp, rất là an lạc. Khi chúng ta an lạc rồi thì tất cả mọi người đều có cái tâm từ bi hết, thì cuộc sống chúng ta, tất cả mọi người, bà con bá tánh đều thịnh vượng hết, đều thịnh vượng hết, không ai khổ hết. Còn chúng ta còn hơn thua thì chúng ta còn khổ. Cho nên khi em nói những lời này á, quý vị ngồi trầm lắng lại, suy nghĩ những cái lời em nói. Là vì tại vì chúng sanh tâm chưa ai giác ngộ nhiều hết, còn hơn thua. Hơn thua quá nhiều quý vị. Cuộc sống xã hội ở bên ngoài quý vị cũng hơn thua. Đến khi giác ngộ bước vô con đường đạo, chúng ta vẫn hơn thua. Bởi vì tại sao mà nhiều quý anh chị cứ hỏi mình tu tập, hỏi hội Long Hoa chừng nào đến, thì hôm nay em cũng giải thích cho quý vị biết. Hội Long Hoa đến sớm hay muộn là do tất cả chúng sanh. Nếu chúng ta biết giác ngộ, biết quay đầu, biết làm thiện hết, thì ngày hội Long Hoa sẽ còn được kéo dài. Mà bây giờ chúng ta vẫn còn hơn thua, vẫn còn phỉ báng, vẫn còn chấp nhất, không buông bỏ được,
chúng ta còn ác, thì ngày hội Long Hoa sẽ không xa. Cho nên hội Long Hoa xa hay gần, và quý vị, quý anh chị mình tu tập, mình cố gắng, là bây giờ mình sửa mình trước. Mình đừng có nên hỏi về là Đức Phật Di Đà như thế nào, Mẹ Quan Âm như thế nào, Đức Phật Di Lạc như thế nào. Chúng ta ráng tu đi rồi chúng ta sẽ hiểu hết. Tự nhiên là quý vị sẽ hiểu thôi. Còn bây giờ mà khi quý vị ngồi, quý vị hỏi mà quý vị không lo tu thì quý vị sẽ không hiểu được. Có nói quý vị cũng không hiểu được. Thì khi quý vị không hiểu mà quý vị nghe người ta nói thì quý vị sẽ phỉ báng lại, thì quý vị mang cái khẩu nghiệp. Cho nên mình muốn biết Phật tiên thánh thần như thế nào, quý vị cứ tu tập trước đi. Mình tu mình sửa mình giác ngộ, mình nghĩ thiện, mình làm thiện và mình hành thiện, nói những lời thiện, buông bỏ hỷ xả, thì quý vị từ từ quý vị sẽ hiểu ra được Phật tiên thánh thần, và sẽ hiểu được những cái gì mà quý vị muốn hiểu và muốn biết. Bởi vậy tại sao mà Đức Thầy luôn để cho quý vị hai câu thơ: ráng tu đắc đạo cứu cửu quyền, thoát chốn mê đồ đến cảnh tiên. Bởi vì Đức Thầy nhìn thấy quý vị có hiếu cũng như không có hiếu. Và những quý vị nào đó cha mẹ còn tại thế, khi đêm nằm quý vị nhắm mắt lại, quý vị tưởng tượng ra cái cảnh mà ngày ba mẹ rời khỏi mình, đi về một cái thế giới bên kia, rồi mãi 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 ngàn sao không còn cơ hội gặp lại nữa. Thì trong tâm quý vị sẽ như thế nào? Có cảm thấy là một cái cảm giác nó buồn thâm thẳm? Thì khi quý vị nghĩ quý vị có được một cái cảm giác quý vị lo sợ, quý vị rất là buồn, thì lúc đó quý vị sẽ giác ngộ lại mà quý vị sẽ tu được. Cho nên mình có hiếu là mình phải ráng mình tu. Nếu thực sự mình là một người con có hiếu thì mình phải ráng mình tu. Muốn có hiếu là phải tu để mình cứu được ông bà mình, cha mẹ mình. Cho nên là mong quý vị cứ làm theo cái lời của em chỉ quý vị, nằm khi quý vị ngủ quý vị nhắm mắt lại, quý vị hồi tưởng lại hết toàn bộ những gì khi ông bà mình, cha mẹ mình còn tại thế, sống cảnh sống như thế nào, và từ ngày họ đã ra đi đến bây giờ, quý vị có từng nhớ tới họ, từng tha thiết muốn nghĩ là họ đang sống ở một cảnh giới đó, họ đã giải thoát chưa, hay là họ vẫn còn phản phất ở cái dương trần này? Thì quý vị ráng tu là quý vị sẽ biết được. Tại sao mà hôm nay em chia sẻ với quý vị những cái lời này là chính ở nơi em? Bởi vì khi mà em ra đời là bà nội em không còn. Nhưng mà đặc biệt là em nghe mọi người á, luôn nhìn em là nhớ tới bà nội. Thì em mới hỏi là tại sao mà nhìn em là nhớ tới bà nội em. Thì mọi người trong gia đình bà con nói gương mặt của em và mái tóc của em rất giống bà nội, và bản tính của em cũng giống y như bà nội luôn, sao y bản chánh luôn. Thì em mới về, rất là nhiều năm em nằm, em luôn tha thiết là nội ra đi lúc nội tuổi còn trẻ quá, giờ nội không biết nội như thế nào. Mỗi lần mà em về em viếng mộ nội, em hay nhìn tấm hình của nội em, và em lúc nào cũng canh cánh trong lòng là không biết nội bây giờ nội đã đi chuyển thế chưa, hay là nội vẫn còn phải phản phất ở trần gian, hay là gồng gánh một cái nghiệp khổ ở bên kia thế giới.
Thì quý vị biết không, em nằm em thấy một cái giấc rất là an lạc, đến bây giờ là em cảm thấy em yên tâm và em không còn nghĩ tới nữa. Là vì em nhìn em thấy em đứng dưới một cái chân trời, em nằm, em ngủ, em nhìn, em chỉ cần mong ước thấy nổi em hiện tại bây giờ ra sao ở bên kia thế giới thôi. Thì tối hôm đó là em nằm em thấy bà nội em ngồi trên một cái giống như là một cái võng mà có hai người khiêng nội em ngồi, và hai bên là có hai cây lọng che, là đi từ phía chân trời mà đi thẳng lên trên trời. Thì lúc đó là em biết được là sự mong mỏi của em, là cho em thấy được là nội em đã được về cảnh giới an lạc. Đó, thì khi chúng ta cố gắng tu tập, chúng ta hồi hướng hàng ngày, chúng ta làm việc gì chúng ta cũng hồi hướng, làm những cái điều lành chúng ta hồi hướng cho người thân, cho ông bà của quyền thất tổ và cha mẹ mình, thì từ từ quý vị sẽ thấy được là những cái gì quý vị muốn biết được, mình cứu được ông bà mình như thế nào, cha mẹ mình như thế nào. Và một cái điều thứ hai nữa, nó rất là lạ kỳ, là ông cố em là tu ở một cái chùa Phước Hội, ông cố em là chủ trì chùa, ông sống rất là hiền. Nói đúng ra là em chưa thấy một vị sư nào mà tu tập giống như là ông cố em. Đúng là tâm từ bi, theo hạnh của Bồ Tát. Thì khi đó là ông đã mất đi thì em không về để mà dự tang được. Mà em rất là thương ông. Thì một hôm đó em mới nằm, em muốn biết được để xem ông là tu, khi ông viên tịch rồi ông sẽ đi về được cảnh giới nào. Thì quý vị biết không, em lại tối em lại nằm mơ, em lại thấy là xác của ông á, nhưng mà không có thấy xác, thấy cái nơi để xác của ông để lo tang lễ cho ông là ở một cái biển, ở một cái đại dương rất là lớn. Mà khi chúng ta bước ra ngoài giữa cái đại dương đó, là chúng ta đi trên một cái bè mà làm rất là đẹp, đẹp lắm. Mà hào quang là chiếu sáng xung quanh cái nơi để cái xác của ông cố. Thì quý vị biết đó là điềm báo gì? Là báo cho em biết là ông cố em đã về cảnh Tây Phương, không ở dương trần. Thì hôm nay em chia sẻ cái clip này là khuyến quý vị, nếu thật sự mình có hiếu với cha mẹ đã khuất hoặc ở tại thế, thì chúng ta ráng tu. Và mình tu cho tất cả ba tánh chúng sanh mình hồi hướng hết. Mình không có bắt đi đâu hết, mình vì mọi người. Thì khi mà tất cả mọi người tu, chúng ta cũng tu. Mà khi chúng ta đã tu được thì ông bà cha mẹ chúng ta sẽ không bị khổ, không bị đọa. Cho nên nhìn qua cái clip này thì quý vị, quý anh chị mình ngồi cứ trầm lắng lại. Khi đêm mình nằm nghỉ, nằm ngủ, mình dồn hết cái tâm mình về một chỗ, rồi mình nghĩ tới cha mẹ mình ở tại thế bao nhiêu năm rồi, có an lạc không? Dù giàu sống trong vật chất, sức khỏe thế nào, hay nó vẫn đau đớn, vẫn bệnh tật, vẫn đủ thứ hết, vẫn buồn phiền. Và ông bà cha mẹ của mình đã khuất, họ sẽ ra sao? Kiếp này mình không gặp lại được, mình phải làm sao để báo hiếu? Thì khi quý vị sẽ nghĩ như vậy thì quý vị sẽ cố gắng, quý vị sẽ tu được. Và những quý vị nào mà luôn còn vẫn còn chửi bán, phỉ bán những người đi ra mà giúp đời, thì trước khi quý vị chửi, quý vị cũng cố gắng, quý vị tĩnh tâm ngồi suy nghĩ lại. Nếu mà ông bà mình đã khuất, quý vị nhìn lên bàn thờ có nó có lạnh lẽo hay không? Còn cha mẹ ông bà mình còn tại thế, quý vị nhìn lại xem họ sống được có an lạc hay không?
thì lúc đó quý vị sẽ suy nghĩ được tận tường hơn vậy. Quý vị sẽ không bao giờ nói những cái lời cay đắng với những người người ta khuyên quý vị tu tập. Thì thôi, clip đến hôm nay thì em cũng chia sẻ đến đây. Thì bây giờ là em cũng tặng cho quý bà con cô bác mình bốn câu thơ, và cứ nghiền ngẫm bốn câu thơ này đi, rồi quý vị cũng sẽ cảm thấy an lạc khi mà mình hiểu được bốn câu thơ này. Đó là: biết đạo không buồn chuyện thế gian, biết đủ không chi phải vội vàng, từ bi hỷ xả lòng thanh thản, nghe lời Phật dạy sống an khang. Đây là bốn câu thơ em tặng cho quý vị. Thì kết thúc video thì em cũng xin nguyện cầu chúc cho quý vị thân tâm luôn thường an lạc, lúc nào cũng được bình an, chống chọi qua được tất cả những cái đại nạn. Và cũng không quên nhắc quý vị luôn niệm sáu chữ Di Đà. Mình cứ thành tâm, đi đứng nằm ngồi mình cứ niệm sáu chữ Di Đà, cố gắng để mà mình vượt qua được đại nạn. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nếu các bạn cảm thấy video mình hay, hãy bấm like, bấm đăng ký, bấm chuông để được theo dõi những video tiếp theo. Lê Thanh xin chào và hẹn tất cả các bạn một video tiếp theo.